Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì Thiên Định đang đi trên trục đường 52m đại lộ trục chính tại Vinhomotion Park Gia Lâm. Và bây giờ Thiên Định sẽ mời chúng ta cùng theo chân Thiên Định để chúng ta xem một cái căn shop house nằm trên trục đường 30m tại phân khu Hải Âu. Và trục đường này là cái trục đường lớn nhất tại phân khu Hải Âu và cũng là cái trục đường lớn thứ ba tại Vinhomotion Park Gia Lâm của chị nhá. Với cái tầm tài chính là hơn 19 tỷ cho một cái căn shop house lâu dài, diện tích 90m, đã hoàn thiện 3 tầng và sẵn kinh doanh hoặc là cho thuê luôn của chị nhá. Thì đây là một trong những cái sự lựa chọn mà Thiên Định đánh giá là đầu tư rất là hợp lý. Chúng ta có thể biết được là những cái căn shop house nằm trên trục đường ở đây Thiên Định đang chia sẻ là shop house lâu dài nằm trên trục đường Hải Âu 02 của chị nhá. Thì nếu như ai đã quan tâm và theo dõi những cái video của Thiên Định rồi thì chúng ta đều biết được rằng là trục Hải Âu 02 là một trong những cái trục đường cái số lượng căn tương đối nhiều, và với cái bề rộng của lòng đường lên đến 17m chia làm hai làn, đúng không ạ? Thì hiện tại Hải Âu 02 là một trong những cái địa điểm mà được rất nhiều sự lựa chọn của cô chú anh chị khách hàng. Tại vì sao? Là cái mức giá của nó rất là vừa phải, và cái quan trọng nhất là cái trục đường thông của phân khu Hải Âu sau này nó cũng sẽ là rất là tiềm năng. Đây, Thiên Định sẽ đi ra trục san hô 06 này. Bên phải là trường đại học Vinuni. Cái trục san hô 06 này là một trong những cái trục đường hiện tại đang là sầm uất nhất, chị nha. Sầm uất nhất tại Vinomotion Park Gia Lâm. Như video trước thì mình đã quay buổi tối anh chị xem đấy, là hầu như rất là đông đúc và sầm uất luôn. Và đặc biệt là cái trục này bây giờ hầu như đến 99% là đã đi vào kinh doanh rồi. Đấy, còn trục Hải Âu 02 là cái trục phát triển sau. Tại vì sao? Là chúng ta cũng có hiểu một điều rằng là hiện tại thì cái trục Sano 06 này là trục gần với khu chung cư của chị ạ, gần với khu chung cư, và nó cũng là có những cái thuận lợi như là chỗ đậu xe nó cũng tương đối thoải mái. Chính vì vậy mà nó rất là phát triển. Thì cái trục bây giờ Thiên Định sẽ mời chúng ta ra trục Hải Âu 2. Thì Thiên Định cũng phải chia sẻ luôn là trục Hải Âu 2 nó cũng tương tự như trục Sano 06 này luôn. Cũng trục đường 30m, lòng đường là 17m và vỉa hè mỗi bên là 6,5m của chị ạ. Hiện tại thì cái mức giá của nó rẻ hơn so với những cái căn tại Sano 06 rất là nhiều. Tại vì ở đây là nó có hai cái. Một cái là bên này nó là diện tích xây dựng thì hai thằng nó tương đương gần như bằng nhau của chị nhá. Nhưng mà một thằng bên đây là song lập 135m, còn bên kia là liền kề 90m thôi chị ạ. Nhưng mà xây dựng thì bằng nhau, số tầng cũng bằng nhau, diện tích xây dựng đối với những cái căn tại liền kề tại Hải Âu 2 đôi khi nó còn lớn hơn. Đấy, nó toàn là còn lớn hơn nha chị nhá. Thì đây, cái căn bên phải của chúng ta là quy hoạch bệnh viện đa khoa quốc tế Vimec này. Đấy, thì đây cái căn của chúng ta nó nằm ngay gần đầu này chị nhá. Nằm ngay gần đầu này. Đây. Trục này là trục Hải Âu 2 này. Đấy, trục này là trục Hải Âu 2 chị nhá. Đây, nó nằm ngay gần đầu này luôn. Thì Thiên Định sẽ để xe đây và review xem luôn. Một cái vị trí nó rất là đẹp, nó gần ngay với trục đường 30m tại phân khu san hô cũng như là đi ra chung cư, đúng không ạ? Bên này thì sau này sẽ là bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec bên này. Thì kể cả mà chủ đầu tư có thay đổi về thiết kế quy hoạch đi chăng nữa thì sau này khu này nó cũng là một cái khu về thương mại dịch vụ hoặc là cái khu gì đấy, nó cũng sẽ rất là đông đúc và sầm uất. Đây, cái căn của chúng ta nó nằm dịch về phía trên này của chị nhé. Đây, cái trục đường của chúng ta là trục đường 30m, lòng đường là 17m chia làm hai làn nha chị nhé. Vỉa hè là 6,5m. Căn này thì đã được gia chủ hoàn thiện rồi, hoàn thiện 3 tầng rồi. Đây, đây của chị ạ. Thiên Định sẽ quay cho chị xem nhé. Về hè thì 6,5m của chị nhá. Đấy, gần ngay với trục đường bên này, trục đường 30m tại phân khu san hô. Căn này có diện tích là 90m của chị ạ, 90m, và mặt tiền của nó là 7,5m. Mặt tiền 7,5m. Đây. Đây là bên trong này của chị này. Đấy, hoàn thiện xong hết rồi nha anh chị nhá. 3 tầng 1 tum. Hướng là hướng tây bắc của chị ạ. Chúng ta có thể thấy được là sảnh cũng rất là thoáng này. Diện tích xây dựng của căn này là 67m² một sàn nhân 3 tầng 1 tum chị nhá. Hướng tây bắc. Đấy. Vị trí thì là gần ngay ngã ba. Rất là thoáng.
Thì căn này thì gia chủ đang chào bán với mức giá là hơn 19 tỷ anh chị ạ, hơn 19 tỷ cho một căn shop house nằm trên trục đường 30m. Đây là số đó lâu dài vĩnh viễn anh chị nhá. Đấy. Thì đây là một trong những cái sự lựa chọn mà Thiên Định thấy nó rất là hợp lý, anh chị đang có thể nhìn thấy không ạ? Sảnh này thì là mọi người vào kinh doanh hết rồi. Đấy. Trên kia thì có cà phê này, rồi có spa này, bất động sản này. Đấy. Bên này thì là quán BBQ này. Đấy. Bên này là kho này, bên kia là về cái gì đây? À về kiểu như là về tự kỷ, kiểu kiểu như là đào tạo cho trẻ tự bị tự kỷ ấy, bên bên này. Hầu như dãy này chúng ta nhìn thấy ạ, shop này là hầu như đã kinh doanh hết rồi nha. Bên này cũng là bất động sản này. Đấy, hầu như là kinh doanh dãy này hầu như kinh doanh mở ra kinh doanh hết rồi. Đấy, chị ạ, nhìn thấy không ạ? Đây ở đây có một con xe khe này này, xe khe này thì gia chủ cũng đang bán luôn này chị nhá. Giá rơi tầm khoảng 2-3 tỷ anh chị ạ. Trước thì định đã chia sẻ với chúng ta rồi, 22,5 tỷ thu về. Đấy, vị trí đây rất là thoáng và đẹp nha. Thì nếu anh chị có quan tâm nó lại liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0933 313 931. Đây là những cái sản phẩm mà Thiên Định thấy đang là đáng là đầu tư tại Vinomotion Park Gia Lâm anh chị ạ. À, để thời gian nửa thì chắc chắn rồi đúng không ạ? Với cái tình hình đặt giá leo thang như thế này, tất cả các khu thì hầu như bây giờ đã tăng giá lên rất nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà phân khu Hải Âu là phân khu luôn luôn tăng sau so với các phân khu khác. Thiên Định đánh giá là những cái căn này sau này nó cũng sẽ tăng rất là nhiều thôi. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta hãy chớp thời cơ, thời điểm này thì giá nó vẫn còn đang rất là tốt anh chị nhá. Bây giờ giá thu cũng đã là 19 tỷ rồi mà cái căn này hoàn thiện rồi mà cho có thể kinh doanh được luôn mà giá bây giờ đang chỉ có hơn 19 tỷ thì một cái sự lựa chọn nó cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta những video tiếp theo nhé. Thiên Định xin chào.